Bốn mỹ nhân hoa ngữ đẹp nhất phim Cổ Long, nữ thần nhan sắc có 47 người yêu cũ gây choáng toàn tập. Đây là những mỹ nhân hoa ngữ đẹp nhất trong thế giới phim kiếm hiệp Cổ Long. Những bộ phim kiếm hiệp Cổ Long từng góp phần giúp nhiều mỹ nhân hoa ngữ xây dựng tên tuổi, chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả. Trong số rất nhiều nữ diễn viên từng xuất hiện trong vũ trụ phim Cổ Long, bốn cái tên dưới đây sở hữu nhan sắc đẹp hơn cả. Trần Ý Hàm. Đầu tiên phải kể đến Trần Ý Hàm, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai Tôn Điệp trong bộ phim Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Tôn Điệp là một cô gái có vẻ ngoài khả ái và tính cách đơn thuần. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi cô mang thai ngoài ý muốn vì bị hãm hại. Dẫu vậy, may mắn là cuối cùng cô vẫn có thể tìm được người đàn ông yêu thương mình bằng cả trái tim. Vai diễn này quả thực là như Donny đóng giày cho Trần Ý Hàm và cô cũng đã thể hiện rất xuất sắc, mang tới một Tôn Điệp hoàn hảo trên màn ảnh. Cho những ai chưa biết, Trần Ý Hàm là mỹ nhân nước tiếng xứ Đài một thời. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc vô cùng xinh đẹp cũng như là tình trường với 47 người yêu cũ, trong đó đa phần là các bạn diễn nam, thậm chí có cả đạo diễn. Đáng nói hơn, Trần Ý Hàm từng có mối quan hệ với những ngôi sao hàng đầu như Châu Du Dân, Bạch Vũ Yến, Triệu Hữu Đình, Lâm Tâm Như. Năm 2001, bộ phim Bí Mật Hổ Phách Quan Âm, tựa gốc Tân Sở Lưu Hương ra mắt và thu hút nhiều sự chú ý. Tác phẩm này quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, trong đó có cả Lâm Tâm Như. Cô vào vai Tư Không Tinh Nhi, con gái của Tư Không Trích Tinh, hồng nhan tri kỷ của nam chính Sở Lưu Hương. Thời điểm đóng phim cũng là giai đoạn Lâm Tâm Như đạt tới đỉnh cao nhan sắc. Cô mang đến một vẻ đẹp rạng ngời, trở thành người tình trong mộng của vô số khán giả. Đây cũng là một trong những vai diễn cổ trang đẹp nhất của cô. Những năm sau này, Lâm Tâm Như tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm hay, từng bước vươn lên trở thành một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Hiện tại, cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không chỉ trong vai trò diễn viên mà còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất. Về đời tư, cô có cuộc sống hạnh phúc bên nam thần màn ảnh Hoắc Kiến Hoa. Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng cũng nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ phim kiếm hiệp Cổ Long. Cô từng đảm nhận vai Thiết Tâm Lan ở tác phẩm Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Qua diễn xuất của Phạm Băng Băng, khán giả thấy một Thiết Tâm Lan xinh đẹp vô cùng. Bề ngoài, Thiết Tâm Lan có vẻ là một cô gái yếu đuối, thế nhưng sâu bên trong lại là một trái tim kiên cường, mạnh mẽ. Không chỉ vậy, cô còn si tình và trung thủy, có một chuyện tình hạnh phúc với nam chính Hoa Vô Khuyết do Tạ Đình Phong thủ vai. Phạm Băng Băng là một trong những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Trung Quốc. Cô có một sự nghiệp huy hoàng trước khi bị phong sát vì trốn thuế. Giờ đây, Phạm Băng Băng không thể hoạt động ở trong nước nhưng vẫn được săn đón tại nước ngoài. Tiêu Tường, Trần Ý Hàm, Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như đều rất đẹp. Dẫu vậy với nhiều người, có lẽ Tiêu Tường mới là đệ nhất mỹ nhân trong thế giới kiếm hiệp Cổ Long. Trong bộ phim kinh điển Tiểu Lý Phi Đao, Tiêu Tường đã có vai diễn để đời khi hóa thân thành nàng Lâm Thi Âm. Theo nguyên tắc đa tình kiếm khách, vô tình kiếm thì Lâm Thi Âm là một giai nhân tuyệt sắc khiến cho Lý Tầm Hoan phải thương nhớ cả đời. Nhờ nhan sắc và khả năng diễn xuất của Tiêu Tường, Lâm Thi Âm giống như xé chuyện bước lên màn ảnh, khiến khán giả phần nào hiểu được tại sao chàng Lý Thám Hoa Phong lưu lại si tình tới thế. Ở thời kỳ đỉnh cao, Tiêu Tường là biểu tượng sắc đẹp của Trung Quốc nói chung và xứ Đài nói riêng, từng khiến cho cố nhà văn Kim Dung phải hết lời khen ngợi. Nói rằng cô sở hữu nhan sắc vượt qua cả trí tưởng tượng. Có lẽ sẽ là không quá khi nhận định cô chính là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.